chào tất cả các bạn. Nằm trong cái chiến lược thay đổi lại, mông má lại các dòng xe Toyota Innova để cho khách hàng cá nhân, gia đình hài lòng hơn về mức giá cũng như option cũng như thiết kế, để tiếp tục giữ vững cái ngôi vương của dòng xe Toyota Innova. Lần này thì chiếc Toyota, đây là chiếc Toyota Innova G số tự động, có những thay đổi gì? Với mức giá của nó là 865 triệu thì thiết kế nó thay đổi những gì, option nó tăng lên những gì, chúng ta cùng tìm hiểu. Hôm nay Hải Lớn giới thiệu với các bạn, nhìn từ đầu xe thì chiếc Toyota Innova G lần này, riêng Hải Lớn nhìn cái đầu đèn nó thôi, ấn tượng nhất là cái đèn LED sáng ban ngày và cái đèn bi ở đây, là trong đây là ánh sáng LED nha các bạn. Đèn cốt là dạng LED, đèn pha là dạng halogen. Với cái cụm, nhìn vô cái cụm này làm cho Hải liên tưởng tới là chiếc cái đầu đèn xe chiếc Toyota phiên bản G này thôi, bây giờ nó đã giống và nó mang cái phong thái của chiếc Toyota Innova V trước đây. Trước đây cái dòng xe Toyota Innova giá tương đối cao và nhiều khách hàng rất là thích, nhưng mà do giá nó hơi cao. Bây giờ các bạn không cần phải mua phiên bản V, chỉ cần phiên bản G thôi, bạn đã sở hữu được một cái chiếc, cái diện mạo từ đầu xe của chiếc Toyota Innova G này không thua kém Innova V trước đây. Mà hơn thế nữa, nó còn được trang bị cảm biến gốc. Phần đèn xi nhan thì được thiết kế lại, thì các bạn nếu đã coi cái clip Innova số sàn các bạn cũng biết rồi. Đèn sương mù so với Innova V trước đây thì đèn sương mù của bản G này thôi nó đã là dạng LED. Tổng thể cái phần thiết kế mặt ga lăng của chiếc Innova G được chăm chút hơn so với phiên bản số sàn. Các bạn thấy được sơn đen bóng, và cái viền này so với phiên bản số sàn thì nó là sơn bạc, thì đây là được mạ rơm sáng loáng luôn. Với cái mạ rơm này thì nó ăn với cái mạ rơm trong cái cụm đèn pha, làm cho tổng thể cái phần đầu xe nó nhiều chi tiết mạ rơm, nhìn nó sang trọng hơn, đúng không các bạn? Các bạn cảm nhận cái đầu Innova G lần này như thế nào, các bạn vui lòng comment bên dưới. Còn riêng Thái thì với mức giá này, Innova số tự động lần này thay đổi phần đầu như này, Thái thấy rất ok. Nhìn từ bên hông thì nổi bật là hai cái mâm, thì hai mâm này nó cũng tương đương như Innova số sàn thôi, nhưng mà tổng thể nhìn từ bên hông của chiếc Innova số tự động, các bạn sẽ thấy nó sẽ nổi bật hơn, không phải là chỉ nhờ hai cái mâm, mà phối với hai cái mâm nó còn những chi tiết khác. Thái Lớn muốn mời các bạn cùng theo Thái Lớn. Đây, cặp gương chiếu hậu được mạ rơm tương đương với lại Innova V trước đây nha các bạn. Cái này, một chi tiết này là nhỏ thôi, nhưng mà nhiều khách hàng mua xe Innova trước đây ai cũng muốn ốp thêm, nhưng mà bây giờ các bạn không cần, với Innova số tự động bạn đã có sẵn. Và hơn thế nữa, một chi tiết cũng nhỏ, đây các bạn thấy viền chân kính mạ rơm. Mình không muốn ca ngợi cái này, nhưng mà các bạn công nhận Thái Lớn, khi mà một cái tiểu tiết nhỏ này được trang bị thêm, nhìn bên hông xe nó nhìn thấy nó sang hơn hẳn. Và cầm cái tay nắm này làm cho Thái Lớn cảm giác, ở đây một cái chìa khóa thông minh nữa, Thái Lớn cảm giác giống như là mình đang đứng bên hông chiếc xe Toyota Innova V trước đây. Nhìn từ phía sau xe thì Innova số tự động không có thay đổi nhiều, nhưng mà vài cái điểm nhấn nho nhỏ làm cho cái diện mạo nhìn từ phía sau của Innova số tự động lần này nó thay đổi tương đối, khách hàng cảm giác đỡ nhàm chán và thấy khác hơn. Trong cái cảm giác nó sang trọng, bởi vì nó xài những cái viền chất màu đen, sơn màu đen bóng, và cái viền thân của cái đèn các bạn thấy nó được nhấn nhá bằng những cái viền đen. Trong cái đèn xe Innova G nó khác đèn Innova số sàn, và nó nhìn nó sang hơn. Ở bên dưới thì các bạn nào quan tâm tới tính năng an toàn, các bạn sẽ dễ dàng nhận ra cảm biến gốc, cảm biến lùi, và camera lùi là đương nhiên rồi. Vì đây là Innova số tự động cho nên chắc chắn đôi khi trong gia đình có thể là các chị cũng tham gia lái xe, cho nên có thêm tính năng an toàn hỗ trợ lái xe, hỗ trợ lùi xe như thế này, chắc chắn các thành viên trong gia đình ai cũng yên tâm. Và bây giờ chúng ta vào bên trong coi nó còn những cái điểm khác biệt nào. Trước mắt khi đứng tại đây mà được sở hữu cái xe Innova G thôi, có chìa khóa thông minh thì Thái Lớn cảm thấy sướng rồi đó. Cái việc ra vào xe thông minh, bấm một cái là chúng ta mở cửa ra. Và đặc biệt là khi bấm một cái là cái đèn, ở đây các bạn thấy có một cái đèn gọi là đèn chào mừng nằm dưới gương chiếu hậu. Một điều này cũng là tinh tế. Chưa chi là chúng ta đã thấy một điểm khác biệt tinh tế mà. Đây, một cái điểm khác biệt tinh tế kế đến nữa là các chi tiết trên xe Innova G ở đây được sơn bóng nè.
bảng điều khiển lên xuống kiến mạ bạc nhìn nó sang trọng. Không những thế mà bốn cửa này được auto. Với cái bốn cửa auto là cũng một chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà thực sự nhiều gia đình, nhiều khách hàng chia sẻ lại cái cảm nhận của họ, họ rất là thích nha các bạn. Khi họ ngồi phía sau họ bấm kiến họ thấy nó tiện. Thêm một cái auto nữa là điều khiển đèn pha cốt, là dạng điều khiển đèn cốt là dạng auto. Cái này sẽ rất là tiện lợi cho các bạn khi các bạn đi từ buổi chiều như thế này mà chuyển qua ban đêm, hoặc là từ ở trên bạn chui xuống hầm, đèn sẽ tự động bật sáng. Điều khiển auto như vậy, đèn cốt của mình rất là hữu dụng. Nhắc lại nó là đèn led mà là điều khiển của nó là điều khiển auto. Nói tới phần điều khiển đèn này, sẵn Thái Lớn chia sẻ luôn, cái đèn này nó có thêm tính năng gọi là follow me home, tức là khi bạn rời khỏi xe, bạn về nhà rồi, những ai mà nhà rộng có sân rộng á, thì ở bạn đậu cái xe xong bạn tắt hết máy, bạn chỉ cần khều một cái xong bạn bước ra bạn lóc cửa, thì cái đèn cốt nó sẽ sáng hoài trong vòng khoảng 30 giây để nó soi sáng cho các bạn. Bạn đi vô nhà, bạn mở cửa nhà, ở đây bạn cứ việc lóc cửa một hồi là tự động sẽ tắt. Thì cái follow me home này mình nghĩ nó cũng là một cái tính năng, nó giống như chiếc xe nó phục vụ mình, nó theo đuổi mình, nó hỗ trợ mình, mình thấy cũng hay. Một điểm thay đổi nữa mà chắc ai cũng thích đó là màn hình điều khiển trung tâm. Nhắc lại các bạn, nó không còn xài DVD nữa nhé, nhưng bù lại để cái màn hình này rất là xịn sò. Để chúng ta thử vài cái coi nó cảm biến ha. Ok, rất là nhạy nha các bạn, rất là nhạy. Và tính năng của nó thì có thể hát được USB, hát được radio, kết nối Bluetooth. Có thể kết nối với điện thoại qua cái app SmartLink, tức là đưa cái màn hình điện thoại của bạn lên đây tương tác trên đây. Bạn có thể xài bản đồ trên điện thoại mà hiển thị trên đây hỗ trợ cho các bạn. Và đặc biệt màn hình này có thể chia sẻ được thông tin về tiêu hao nhiên liệu nè các bạn. Tiêu hao nhiên liệu tức là cái màn hình này nó đọc được cái thông tin trong cái máy tính điều khiển động cơ. Chứng tỏ đây là một cái màn hình xịn sò chứ không phải là một cái màn hình lắp thêm một cách vớ vẩn. Ok, với phiên bản G lần này thay đổi như thế, cái màn hình này như thế, Thái Lớn thấy quá ok, quá ok. Một cái cảm giác nữa khi mà bước vào bên trong cái khoang xe này á, mình sẽ thấy một cái điểm nổi bật về mặt màu sắc, đó là bộ ghế của nó thay đổi. Vẫn là ghế nỉ với cái vân. Thái Lớn đã từng review cho các bạn cái bộ ghế xe Innova Venture cũng như Innova G. Thái Lớn từ cái đời trước, Thái Lớn đã thấy rất là thích cái kiểu vân ghế này, mặc dù nó là ghế nỉ. Nhưng mà lần này thì nó lại thay đổi qua cái tông màu, cái gam màu, làm cho mình là cái người coi như là thân thuộc với nó mà mình vẫn cảm thấy nó mới lạ và cảm thấy nó có một chút sang trọng hơn. Còn không biết là các bạn là khách hàng thì các bạn, nếu mà lần này các bạn tới xem và chọn cho mình Innova G thì bạn đánh giá cái bộ ghế này như thế nào? Các bạn hãy xem qua cùng với Thái Lớn về màu nội thất của chiếc Innova G này nhé. Và nhìn lên trần xe thì đây các bạn thấy nó sang trọng. Ít có cái trần xe nào chứ một cái xe 7 chỗ đa dụng MPV mà trong tầm giá mà lại chăm chút lên tới cái trần xe như chiếc Innova này nha các bạn. Cái này mình nói thật, nhìn nó sang trọng. Và cái này các bạn có thể thay đổi được sáng tối nè các bạn. Rồi đèn của nó bạn nút bấm rất là êm và nhẹ. Ánh sáng vẫn rồi chỉnh theo cửa. Cái nút bấm này cũng khá là tinh tế. Rồi và đặc biệt ở phía sau cái viền đèn, cái đèn cung ở phía sau cũng vậy, làm cho cái trần xe nó sáng hơn và nó sang hơn và nó duyên hơn. Bảng điều khiển máy lạnh của dàn lạnh thứ hai ở phía sau cũng là bảng điều khiển dàn tự động. Với bảng điều khiển máy lạnh tự động, nguyên cái dàn đèn cung này với các đèn đọc sách ở phía sau tạo nên cái không gian khi mà các bạn hành khách ngồi phía sau, cái nhìn lên trần bạn thấy cái trần xe của xe Innova G bắt đầu nó duyên hơn, nó sang hơn hẳn. Với những cái nâng cấp của chiếc Toyota Innova số tự động, từ thiết kế ngoại thất, thiết kế nội thất và tăng tính năng option lần này, Thái Lớn tin rằng làm cho cái khách hàng của Toyota Innova số tự động, những khách hàng cá nhân và gia đình sẽ hài lòng hơn. Bởi vì chiếc xe nó được nâng cấp thêm một bậc, nó sang chảnh hơn, nó tiện nghi hơn và nó cá tính hơn. Còn các bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như các bạn nào vẫn còn đang quan tâm các dòng xe Toyota Innova số tự động dành cho gia đình của mình, Thái Lớn mời các bạn tham gia tuần lễ ra mắt các dòng xe SUV tại Toyota thành phố Fukushima. Các bạn hãy đến để xem, trải nghiệm và nhận quà. Trong trường hợp các bạn mua xe, chắc chắn sẽ có chương trình khuyến mãi dành riêng cho các bạn trong tuần này. Thái Lớn cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Những thông tin về giá, các bạn vui lòng xem trên màn hình. Bye bye!